Hello, hello, xin thân mến chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc nhỏ con lửa trên đất. Hôm nay mình lại tiếp tục đang ở trên cái cơ trên cao đây. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ lại với các bác về cái công trình hôm nay. Thì ở cái video trước em có làm với các bác ấy là mình cắt sửa cái chân cơ trước ở cơ dưới đây này. Đó, anh em thấy không? Đó, cái cơ 2m này này với lại cái cơ bên trong này. Nhưng mà lại có phát sinh, bây giờ mình lại phải sửa tiếp. Nói chung là công trình này thì phải sửa nó vài lần rồi đấy. Mình bò lên đến đây xong quay video xong là lại không được, lại xuống dưới kia, lại sửa dưới kia. Và đến bây giờ mình sửa xong cái kia thì người ta lại bảo là cái cơ này không cần nữa. Đây. Cơ này không cần nữa, cơ này bắn thẳng xuống. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục quay lại cái cơ trên này và làm cái kiểu phát sinh này nhá. Bây giờ thì người ta muốn là thẳng phát xuống lên đất thôi chứ không có cơ này nữa. Bởi vì là cái diện tích đất từ ngoài đường như kìa vào đến trong này là nó được ít quá cho nên là người ta không để cơ nữa. Đấy. Mình nghĩ là cái chủ nhà này người ta sẽ sau này người ta sẽ xây nhà to lên cái chỗ này quá. Như nếu như bình thường người ta mà sợ sạt lở thì người ta không bao giờ người ta để cái ta lì nó cao đến hàng mấy chục mét như thế này mà. Đấy, nếu mà tính từ trên này nhá, chỗ này nó khoảng 3m xuống đây 3m xuống, nếu mà xuống lên đất nó phải rơi vào khoảng độ gần 20m, hơn 20m rồi đấy, gì đấy gì đó. Thì cái cơ này thì mình sẽ sửa giật lùi nữa các bác nhá. Sửa giật lùi tức là đi làm từ trong này làm ra thôi. Chứ mình không làm từ làm đến đâu gọn lên đến đấy, bởi vì là cái lượng đất này này là mình đứng ở ngoài mép này, sau đó mình xúc ra đây để cho nó rơi xuống kia, để cho cái máy lốp kia nó xúc ở dưới nó xúc đi luôn. Đấy, còn khi mà lúc nào mình sửa ấy, thì mình sẽ đứng sát vào chân kia. Đó, mình đứng sát vào cái chân đó thì cái máy nó sẽ vuông và mình sửa nó sẽ nhanh và nó sẽ đẹp hơn. Đó, mình không phải sử dụng cái cần kỹ thuật mà nó cứng cái cần. Đó, nếu như mà anh em vừa làm vừa sửa luôn thì nó sẽ gọi là đứng cái góc nó không vuông đấy các bác. Ví dụ như lát nữa mình sửa thì mình sẽ đứng ráp vào chân của nó đi, ráp vào cái chân tường này đi mình sửa. Những cái video này thì mình sẽ bấm hết cái góc này, bấm hết những cái này nhá, vứt hết ra ngoài này cho nó rơi hẳn xuống dưới kia luôn, để cho cái máy lốp kia nó xúc đi luôn nhá các bác nhá. Bởi vì cái lượng đất này nó rất là nhiều luôn, các bác biết ở đây nó rộng ở trên mặt kia nó là 1m và nó hơi lươn lươn ra thì nó cao khoảng 3m nữa. Đó. Xong rồi nó lại phình phình ở dưới chân ra thì cái lượng đất nó rất là nhiều luôn. Chỗ này đất nó rất là ẩm mà, nó còn có nước này. Này mình nghĩ thì sau này sạt là chắc. Thì cái này thì mình cứ quăng hết xuống dưới xong bắt đầu mình vào mình đứng bệ máy mét làm chân trước cho nó ngon đi, xong bắt đầu mình mới sửa nhá. Thì cái video, cái sửa đó thì mình sẽ gọi là làm nó sẽ nhanh thôi chứ nó không lâu đâu, bởi vì mình múc gần như là nó cũng đã hết đất đi rồi. Đó. Cơ bản là mình làm cho nó đều răng cho nó phẳng nó đẹp thôi, không có chỗ lồi chỗ lõm thôi. Ra vào đến chỗ này thì có vẻ là nó mềm hơn rồi, nó không cứng như kiểu là ấy nữa. Không cứng như kiểu là ở phía đầu ngoài kia, đầu dưới kia là nó cứng nguyên đá không, nó nhiều đá quá mình không bấm nó ngọt đất được ấy. Đất thì cứ vứt hết xuống kia để cho nó rơi hết xuống dưới đi. Chỗ này đất nó còn là ẩm với các bác, nó ẩm lắm. Mình nghĩ là nó có một cái mạch nước con nó ở cái vỉa đất, cái vỉa đá này này. Đây này, cái chỗ này đất nó ẩm này, anh em nhìn này. Nó còn nhão như kiểu cháo luôn kìa. Cái cơ này thì lát mình cũng xúc đi thôi các bác nhá, xúc hết thôi.
Nhưng mà bây giờ thì cứ hoàn thiện cái cơ trên này đã, quăng hết đất ra và hạ nó thấp xuống. Nó bắt đầu mình đứng dưới kia, mình đứng dưới kia bắt đầu mới lại hạ tiếp cơ dưới. Đất này nếu mà xúc để cho anh Đức 8371 anh đi bán thì hơi bị phê luôn đấy. À, như này mình sửa luôn cũng được này, nhưng mà cái máy của mình nó mình vênh anh em nhá, nó mình nghiêng đấy, nên là mình cứ phải làm cho cái bệ máy nó cân bằng đi, xong bắt đầu mình sửa lúc đấy rồi nó mới chuẩn được, nó nhanh mà nó chuẩn. Còn cái xúc này thì mình cứ xúc tả bù xiềng đấy, đó xúc làm sao cho nó hết được cái đất củ, đất dày này đi là ok. Cái bác ấy kia bác ấy quạt gọi là quạt lấy lấy tiền đi quạt trêu anh lái máy ở dưới. Cái này nó cao khoảng độ gần 3 mét, nhưng mà mình với cảm giác là nó thấy nó hụt hụt, nó thiếu thiếu ở đây không ạ. Đất mềm xúc thích thật đấy các bác ạ. Nếu mà xúc đất cứng thì nó nhảy cùng cùng luôn. Này một lát nữa thì mình sẽ chắc là mình sẽ phải bảo cái bác ấy kia để đi căng dây cho nó chuẩn thôi, đo đạc cái đất riêng cho nó chuẩn. Không có là nhớ nó thiếu là sau này ở trên cao này là không sửa được. Bảo 9 mét mà bây giờ nếu mà để mà không làm thẳng xuống dưới thì không thể đủ 9 mét được. Cho nó ta lì ở trong này mình làm nó cũng nọ là làm nó cái bệ nó bé các bác, bệ nó bé cho nên là mình cứ sửa nó cũng không được đều răng cho lắm. Khá là nhiều đất đấy các bác ạ, không phải ít đất đâu. Cái cam này nó cứng lắm, nó đỡ rung. Nó đỡ rung thì anh em xem nó sẽ đỡ bị đau mắt. Giờ đến cái công đoạn là mình sẽ sửa chân bệ nhá. Đây nó có một cái đất dừa này. Đây đến lúc nó tha mất đi xong rồi để làm cái chân cho nó thẳng cho. Mình sẽ chỉ làm một vạt này thôi nhá các bác nhá, không làm hai kiểu dần nốt răng đâu, mình sẽ làm một nốt thôi. Bây giờ sẽ làm cái bệ.
về cân bằng thì mình chỉnh sửa cái chân rồi chỉnh sửa cái ngọn nó sẽ đẹp hơn. Cái bệ máy lắm lúc nó cũng quan trọng đấy. Công trình này thì mình đi làm ngày quá nhá, mình đi có cái anh chủ ở đây anh Hào ấy, anh thuê mình đến đây để cắt cơ này là thuê ngày đó. Cho nên là mình cứ làm gọi là cân đối tốt cho người ta là ok. Không được làm kiểu làm câu giờ với lại làm ấy là không nên. Mình làm lúc nào gà nó cũng phải là đủ tầm làm việc thì mình nó mới máy móc nó mới hoạt động nó mới tốt à. Nhiệt độ máy bây giờ hôm nay lên 84 độ các bác nhá. Anh mấy lốp anh ấy ngồi quay ở đằng kia chán rồi, anh bây giờ anh lại quay lại đây. Bây giờ sẽ sửa cái này. Nó thẳng xuống nha anh em nhá. Để là cứ vứt gì hết. Cái này nếu mà mình đứng ngang thì mình không sửa được cái nốt răng các bác nhá, nó vẫn hơi hẹp do là lúc trước mình xúc hết cái kia đi rồi ấy, xúc hết cái chân bên ngoài kia đi rồi. Nếu mà bên ngoài kia nó có chân mình đứng sát cái mép nó thì vẫn được, và bây giờ mình bỏ hết đi rồi thì chịu rồi. Đứng như này thì không thể nào mình với được nữa rồi. Thẳng rồi nhá, gọi là hơi chéo xuống. Lúc nào mình sẽ đi ra bên sườn của nó mình quay cho anh em xem cái độ phẳng của nó như thế nào. Anh lại máy lúc kia anh ấy ngủ dưới kia rồi. Cái bên kia thì lát này mình đo lại nhá các bác nhá. Cái kia bắt buộc phải đo lại rồi. Bởi vì là 9 mét thì mình bây giờ nguyên cái chỗ này thì mình thấy nó chỉ được gọi là 7 8 mét thôi. Nhưng mà chưa đủ được. À, anh này máy dưới kia anh ấy ngủ quên. Anh Đức anh ấy gọi. Cái đường này nếu mà
không phải cắt cơ nhiều như này ấy, thì nó sẽ à một lần ấy, thì nó xong lâu rồi các bác, nó xuống đến thấp ấy rồi. Cái bác kia bác ấy chưa thống nhất được với chủ nhà. Đấy, khi đo thực tế ra thì nó được có 30 mấy mét, mà người ta yêu cầu là nó phải khoảng 45 mét. Hết đất rồi, nó rơi ở dưới đi. Như này khi mà xuống đến đất ấy, thì nó sẽ mất đi khoảng 2-3 mét các bác nhá. Cái chiều mà khi mà nó ở trên này nó vát xuống ấy, nó rơi vào khoảng 2-3 mét gì đó. Cái này nó cũng không hẳn là thẳng lắm đâu, nó cũng vẫn là lươn thôi. Ngoài này thì đất nó mềm hơn nè. Đất nó mềm hơn thì mình làm nó sẽ nhanh hơn. Đất đá thì mình phải nắn nhiều, bởi vì là cái đá nó cứng thì nó cứ nảy ra mà. Ok, cái video này mình sửa một đoạn như này thôi anh em nhá. Đó, thì còn cái đoạn đằng ngoài này thì mình sẽ quay ở kênh Máy Xúc Việt Nam Vlog tiếp đây rồi nhá. Mình sẽ gọi là làm một đoạn này anh em. Đấy rồi, cái này cũng là 17 phút rồi. Thôi chào mọi người nhá, hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau. Chúc anh em thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Anh em xin video nhớ cho mình xin một like và hãy comment ý kiến của các bác bên dưới cái video này nhá. Ok, thân mến, chào tạm biệt. Đó.